Du lịch văn hóa, lịch sử đường sông để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Giao thông Vận tải, những sản phẩm vẫn còn khó khăn mà các khách du lịch thường hay phàn nàn đó là cái vấn đề về rác ở trên sông. Bởi vì cái lượng rác trên sông trong những năm gần đây rất là nhiều, ngoài trừ cái lục bình thì cái rác do người dân thải xuống sông rất là nhiều, giống như là bàn ghế salon, tủ giường cũng làm ảnh hưởng tới cái việc mà mỹ quan của du lịch. Vấn đề hỗ trợ nhằm phát triển các sản phẩm đa dạng cho du khách trong và ngoài nước trong năm 2023. Do đó, để đẩy mạnh phát triển du lịch đường thủy, thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp khai thác mong rằng sớm có quy hoạch về việc bổ sung các bến bãi, cầu tàu cho phù hợp, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình